Xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người. Trên tay mình là chiếc điện thoại iPhone 6 mà bị vỡ màn hình. Thì với những chiếc điện thoại mà bị vỡ màn hình thì thường là do cái lỗi của chúng ta là làm rơi điện thoại, thường là rơi úp mặt hoặc là rơi chéo cạnh, chéo góc. Ví dụ như chiếc điện thoại này thì anh em có thể nhìn thấy ở trên cái khung viền của máy có một cái vết móp ở đây. Thì với cái vết móp trên này thì nó cũng không làm ảnh hưởng gì đến cái màn hình cả. Thế tuy nhiên thì với những cái chiếc máy mà không dán màn hình cường lực hoặc là có thể dán màn hình nhưng chỉ là cái loại 3 lớp, loại thông thường ấy, thì khi mà rơi úp mặt xuống như này thì nó sẽ bị vỡ màn hình. Vỡ ở đây là cái phần vỡ kính. Thì với như chiếc điện thoại này thì cái phần màn hình LCD bên trong của chúng ta vẫn hoạt động được bình thường, và chúng ta sẽ cần phải xử lý cái phần kính ở bên ngoài. Đây, với cái màn hình này thì chúng ta có thể, ví dụ như chúng ta có thể test ở cái phần khi mà không có mật khẩu thì chúng ta có thể test ngay ở trên cái phim home ảo này. Với khi mà chúng ta di phim home ảo thì chúng ta thấy rằng là cái phần cảm ứng nó vẫn hoạt động được bình thường, và như vậy là chúng ta có thể xử lý với cái màn hình này bằng cách là ép kính. Thì với ép kính cái chiếc điện thoại iPhone 6 như thế này thì có giá dao động là 450. Sau khi ép kính thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình mới và nó hoạt động được bình thường. Bên shop thì cũng đang hỗ trợ cái việc thay thế màn hình, thay thế ép kính cho anh em. Anh em quan tâm ở xa thì có thể gửi hàng qua shop, bên shop sẽ kiểm tra test máy và thông báo cái lỗi cho anh em. Với những chiếc điện thoại mà bị vỡ màn hình như này thì bước đầu tiên khi các anh kỹ thuật bên shop nhận thì đầu tiên là sẽ là kiểm tra xem màn LCD bên trong có vấn đề gì không. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra đến cái phần cảm ứng như này. Cảm ứng như này mà bị đứt, ví dụ gì mà bị đứt quãng hoặc là đứt đoạn thì nó có thể lỗi cảm ứng. Với trường hợp mà lỗi cảm ứng và lỗi màn hình LCD bị sọc hoặc bị đen, bị chết, hoặc là những cái điểm mà gì này bị đứt thì chúng ta bắt buộc phải thay màn hình. Với giá thay màn hình thì nó rơi tầm khoảng hơn 1 triệu, cụ thể tùy theo từng dòng máy và tùy theo từng thời điểm. Anh em có thể inbox hoặc liên hệ shop thì shop sẽ tư vấn giá cụ thể cho anh em. Với cái màn hình mà bị sau khi test mà các cái tính năng như LCD với cả cái tính năng cảm ứng hoạt động bình thường thì chúng ta sẽ tiến hành bóc cái phần kính trên này ra và thay thế một cái tấm kính mới. Tiếp theo thì anh em gửi máy qua shop để kiểm tra máy thì bên shop cũng sẽ kiểm tra thêm một số cái tính năng như là cảm biến tiệm cận này, xong loa này, camera này, trong quá trình rơi xem là nó có bị vấn đề gì hay không. Đây, ví dụ như là bên bây giờ thì mình cũng sẽ test cái camera sau này và camera trước luôn, bởi vì những cái phần này khi rơi thì nó rất là dễ bị cái phần va chạm mà, thì nó sẽ rất dễ là bị. Đây, anh em có thể nhìn thấy camera trước luôn. Với cái video này thì mình quay bằng chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đỏ, và đây anh em có thể nhìn thấy đây, camera vẫn hoạt động bình thường. Và cái này thì chốt lại chúng ta khi mở được máy và chúng ta sẽ test thêm một số cái tính năng bên trong. Như vậy thì sau khi test xong thì bên bộ phận kỹ thuật sẽ thông báo cho anh em xem là lỗi gì và cần phải xử lý những gì. Cơ bản thì chúng ta với chiếc máy này chúng ta sẽ thay cái phần cảm ứng, phần kính. Anh em lưu ý chúng ta nên sử dụng một chiếc vỏ bọc điện thoại silicone hoặc là những cái chiếc điện thoại mà có thể bảo vệ được cả khung viền này luôn. Và lưu ý là nên dán màn hình cường lực, bởi vì với những dán màn hình cường lực bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều loại dán cường lực. Bây giờ chúng ta có loại mà bên trong lòng như này thì chỉ có 10.000 thôi, và cái loại full viền thì giá nó khoảng 100 tùy từng loại. Mình dán 3D, 4D bây giờ trên thị trường rất là nhiều. Ok, cảm ơn anh em. Có nhu cầu sửa chữa về dịch vụ hoặc là thay thế linh kiện bảo dưỡng, kể cả là mông má máy, thì anh em liên hệ với shop hỗ trợ cho anh em. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em.